đàn ông ấy đi ra ngoài đừng ngồi nghỉ, uống được nhiều rượu là oai. Đàn ông phải biết tương trợ chân rượu để về ăn cơm với vợ con mới là người bản lĩnh đúng không? Trong nhớ rồi. Rồi, ok, chồng đi đi nha. Ok, vợ chồng đi đây. Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ nha. Ok. Tôi không uống đâu. Thôi, ông uống một ly thôi. Thôi, đâu. Anh nể mặt tôi, uống với tôi một ly thôi. Tôi và anh. Xin lỗi chú, anh là người đàn ông bản lĩnh, biết từ chỗ chân rượu. Ôi trời ơi. Anh Quỳnh đây đúng là người bản lĩnh nhỉ. Anh đúng là người bản lĩnh đấy. Nani? Ôi trời ơi. Ông bà, cho con mấy đồng. Ông bà, cho con mấy đồng.